trở lại với chương trình làm đẹp đúng cách với công ty dược mỹ phẩm Forever Beaumore. Ngày hôm nay sáng thứ sáu cuối tuần, Ngọc Nhi kính chào quý vị. Thưa quý vị, chúng ta có rất là nhiều cái chương trình mà khách hàng gọi vào hỏi, và thưa quý vị, rất là vui một điều nữa đó là hầu như là khách hàng đều hỏi về cái vấn đề mà trị mụn ngày hôm nay. Thưa quý vị, cách đây khoảng một tuần thì Ngọc Nhi có hai cô bé đó đến trị mụn. Một chút xíu mình sẽ kể quý vị nghe một câu chuyện rất là vui của hai cô bé này. Thưa quý vị, sáng nay nhiệt độ xanh OC cũng là 50 độ F, cũng tương đối lạnh, và quan trọng là ngày hôm nay chúng ta không có bị mưa, và mưa sẽ trở lại bắt đầu vào ngày Chủ nhật. Thưa quý vị, hôm nay và ngày mai thì thời tiết tương đối là ổn định hơn. Thưa quý vị, với chương trình làm đẹp của Beaumore thì Ngọc Nhi muốn nhắc nhở quý vị một điều, đó là khi quý vị gọi vào, quý vị vui lòng chờ khi mà Ngọc Nhi đang giải thích về sản phẩm đó. Quý vị kiên nhẫn chờ tí xíu, khi Ngọc Nhi vừa dứt cái chương trình mà giải thích về sản phẩm thì quý vị gọi vào ha quý vị ha. Thưa quý vị, sáng nay chúng ta lại chia sẻ về vấn đề dưỡng da. Hay là quý vị có những câu hỏi gì về da, quý vị vui lòng gọi vào 408-797-4545, 408-797-4545 để đặt trực tiếp những câu hỏi về da nha quý vị nha. Ngọc Nhi có rất là nhiều, mấy bữa nay mới biết được rằng có một điều, đó là đa số các anh lớn tuổi cũng rất là thích tìm hiểu về dưỡng da, mà hầu như là các anh ngại, không có gọi vào, không có liên lạc. Nhưng mà các anh đến văn phòng hỏi rất là nhiều về vấn đề dưỡng da các anh. Quý vị đừng tưởng rằng là các ông chồng của chúng ta là không có biết làm đẹp nha. Có đó quý vị, nhưng mà tại vì người ta không có thích làm đẹp công khai, người ta ngại là cái vấn đề nếu mà nói ra thì nó ngại ở đàn ông mà tại sao lại làm đẹp, đúng không quý vị? Nhưng mà thưa quý vị, các ông chồng của chúng ta cũng thích làm đẹp lắm đó, nhưng mà làm đẹp một cách âm thầm. Thưa quý vị, trở lại chương trình với công ty Beaumore ngày hôm nay thì Ngọc Nhi có một cái chia sẻ quý vị về những cái vấn đề mà quý vị tìm hiểu như thế nào là cái vấn đề mà dưỡng da chúng ta cho đúng cách đó. Mình có chia sẻ rất là nhiều mà hầu như là chúng ta dùng sai cách. Có nhiều khách hàng Ngọc Nhi hỏi đó là cái serum hay là cái cream đó dùng cách nào tốt nhất, hay là chỉ rửa mặt cách nào đúng nhất. Thì ngày hôm nay Ngọc Nhi muốn chia sẻ quý vị về một cái vấn đề mà về làm đẹp mà thật đúng cách, bằng làm thế nào quý vị rửa mặt đúng cách. Thưa quý vị, hầu như chúng ta ai cũng biết rửa mặt hết. Đã từ 5 tuổi chúng ta đã biết rửa mặt rồi, mà khi chúng ta thành một người phụ nữ lớn tuổi và chúng ta chăm sóc làn da của chúng ta thì rửa mặt thế nào đúng cách nghe thật thắt cười, nhưng mà đó là một cái sự thật. Thưa quý vị, rửa mặt đúng cách cũng còn là một cách rất là quan trọng để giúp chúng ta là làm sạch bề mặt da chúng ta đúng cách mà không mất đi độ ẩm tự nhiên. Thưa quý vị, một lần nữa đường line của San Jose được mở ra, 408-797-4545, 408-797-4545. Tôi muốn chỉ quý vị khách này là làm thế nào rửa mặt đúng cách trong chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, thường thường chúng ta hay quan trọng nhất là cách mà dưỡng kem, đúng không quý vị? Làm thế nào để mà dưỡng kem cho đúng, hay là kem ngày sao, kem đêm sao, nhưng mà ít có ai hỏi rằng là cái sữa rửa mặt này có hợp với tôi hay là không, mà tôi rửa như vậy có đúng cách hay là không. Cái đó là vấn đề rất là quan trọng. Ngọc Nhi có rất là nhiều cháu mấy bữa nay đến, những cháu gái mà mẹ dắt đến để mà hỏi Ngọc Nhi về cái cách mà trị mụn đó quý vị. Thì khi mà các cháu đến, một cái điều mà Ngọc Nhi rất là bất ngờ đó là hầu như là các cháu đã không có biết rửa mặt đúng cách và rửa mặt sai cách. Vì vậy cho nên là cái da của các cháu là bị rất là nghiêm trọng, là bị hư vì các cháu rửa mặt không đúng cách. Thưa quý vị, chẳng hạn như vậy, khi quý vị bị da khô, thường thường các quý vị đang trị mụn thì cái làn da quý vị rất là khô, mà quý vị lại rửa một loại sữa rửa mặt mà nó chỉ nói rằng là cho da khô, thì quý vị nghĩ rằng nó giữ độ ẩm, không đúng đâu thưa quý vị. Khi quý vị bị da quá khô mà quý vị rửa những cái loại sữa rửa mặt không có đúng cách, bằng cách quý vị rửa nhiều lần trong ngày, hay là quý vị để xà bông trên mặt lâu quá, thì chắc chắn rằng nó sẽ lấy đi những tế bào da của quý vị. Ngọc Nhi nghĩ cái mùa đông này đó là chúng ta nên giới hạn rửa mặt nhiều lần trong ngày. Ngọc Nhi thấy quý vị phụ nữ chúng ta hay rửa mặt một ngày hai lần. Sáng quý vị rửa một lần,
ngủ thức dậy là rửa bằng xà bông rửa mặt, rồi tối vì rửa bằng một lần bằng xà bông rửa mặt nữa. Thật sự buổi sáng nó việc không cần phải rửa bằng xà bông rửa mặt là bởi vì buổi tối chúng ta đã rửa sạch mặt rồi và chúng ta đã sức dưỡng da lên rồi. Thì cái buổi sáng đó, cái tâm lý quý vị là quý vị nói rằng ôi hôm mình sức kem rồi, giờ mình rửa mình lấy kem đó ra. Kem nào mà còn mà lấy ra, thưa quý vị, khi quý vị thoa kem lên da mặt, quý vị muốn rằng cái kem dưỡng da đó nó phải thấm vào da mặt quý vị, đúng không? Nó thấm cả đêm rồi, quý vị nằm trên gối nên cái phần còn lại bên ngoài nó dính vào gối quý vị hết rồi. Thì quý vị không có còn là bên ngoài, quý vị nên rửa mặt bằng nước ấm và hơi mát vào buổi sáng để cho da quý vị nó vẫn giữ được và vẫn kèm còn được cái chất nhờn tự nhiên của da. Khi mà quý vị ngủ ban đêm đó, cái chất nhờn đó rất là tốt để cho da chúng ta nó khỏe và nó không có bị khô ráp và nó không có bị tổn thương khi mà nó thiếu chất nhiều quá. Buổi chiều quý vị đi làm cả ngày về tới tối, quý vị trang điểm hay là thậm chí quý vị không có trang điểm nữa, bụi bặm vẫn bám mặt quý vị, đó là quý vị cần rửa mặt bằng sữa rửa mặt. Nhưng quý vị nên rửa những loại sữa rửa mặt nào? Cái mùa đông này là những loại sữa rửa mặt dưỡng ẩm, có nghĩa rằng trong cái sữa rửa mặt đó nó còn cái chất và dưỡng ẩm cái làn da quý vị. Chứ quý vị đừng có rửa mặt nhiều quá mà không có dưỡng ẩm thì nó sẽ hư da quý vị. Đó là cách tôi chịu về sữa rửa mặt. Mùa hè chúng ta rửa những loại sữa rửa mặt khác và mùa đông chúng ta rửa những loại sữa rửa mặt khác. Chúng ta không thể nào mà rửa hai loại đó cùng một lúc trong cái mùa đông này hết. Có nhiều quý vị cái mùa sữa rửa mặt mùa hè còn lép lại quý vị dùng và quý vị dùng không có đúng. Và cách mua mỹ phẩm cũng vậy, quý vị mua mỹ phẩm vì đừng có mua quá nhiều khi mà cái hãng mỹ phẩm người ta sale. Vì mua nhiều quá quý vị xài không có hết và đồng thời quý vị xài không có đúng mùa. Ví dụ quý vị mua là 4 chai sữa rửa mặt trong cái mùa hè đi, thì bây giờ mùa đông nó còn sữa rửa mặt đó nó không còn thích hợp cho quý vị để mà rửa trong cái mùa đông nữa, thì có phải là quý vị vô tình là quý vị rửa sai cách không? Ra mùa đông quý vị rửa sữa mặt khác và mùa hè quý vị rửa sữa rửa mặt khác, quý vị nhớ cái điều đó để mà quý vị dưỡng làn da của quý vị ha. Rồi kem dưỡng da cũng vậy nữa. Tại sao có những loại người ta nói là kem ban ngày, có những loại phải quý vị dùng ban đêm? Cái loại cream ban đêm đó thì thông thường là nó hay có những cái chất vitamin A để nó dưỡng da qua đêm, nó sâu hơn và nó chắc hơn. Thì quý vị phải cần nhất là phải biết phân biệt được cái ngày cái đêm, đừng có dùng lẫn lộn. Và nhiều khi chúng ta cố tình dùng lẫn lộn, ta thấy cái này nó thơm quá xài ban ngày chơi vậy đó hả? Thành ra quý vị là sai lầm rồi. Một cái vấn đề kế đến nữa đó là quý vị trị nám á, quý vị hay dùng cứ sợ rằng là tôi sức cái này ban ngày nó có nám da nó thêm không? Quý vị tất cả những sản phẩm của Forever Beaumore hoàn toàn là không có những chất mà làm cho quý vị tẩy da hay là lột cái tế bào da của quý vị. Vì vậy quý vị yên tâm, chúng tôi không chúng tôi không có những cái loại chất tẩy da đó. Và ngày hôm nay Ngọc Nhi muốn chia sẻ với quý vị một cái bài để mà cho quý vị biết được là thông tin bình thường thôi, để quý vị biết được là làm thế nào để quý vị làm đẹp mà đúng từ cái hoa cúc. Thưa quý vị biết á, cái hoa cúc á, là chúng ta có rất là nhiều. Cái loại hoa cúc mà quý vị uống trà quý vị biết không? Đó. Thì trong cái sản phẩm dưỡng da của Beaumore hầu như có rất là nhiều loại có hoa cúc, giống như là cái viên medical capsule nè, rồi cái viên rồi cái loại thuốc trị nám đắc bạc rectifier nè, rồi một cái là siêu cream nè. Đó là những cái loại sản phẩm mà chúng tôi có hoa cúc ở trong đó. Bởi vì hoa cúc á, là quý vị biết ngày xưa đó, ở trong cung điện đó, các vua chúa, các công tần mỹ nữ đó làm đẹp cạnh tranh với nhau, đâu có mỹ phẩm đâu, đâu có đi sửa sắc đẹp ở những cái thẩm mỹ viện nổi tiếng đâu, đúng không quý vị? Nhưng mà người ta vẫn làm đẹp được bằng cách là những vị thái y, những vị thần y đó, người ta dùng những cái loại hoa cúc đó và người ta làm thành những cái loại thuốc cô đặc cho các người đẹp uống, hoặc là người ta ngâm ủ và cho vào cái bồn tắm để mà tắm. Đó là hầu như ngày xưa người ta làm đẹp bằng hoa cúc rất là thường đó. Và sữa dê thì ngày xưa đó quý vị, sữa dê đó thật sự như tin là có thật. Cách đây khoảng hai mấy năm về trước, người ta nuôi dê đó, người ta dùng sữa dê để mà uống làm trắng da. Nhưng ngày nay đó quý vị mua sữa tắm vào tắm bằng sữa dê. Sữa dê nào mà cho quý vị tắm cho được? Quý vị nghĩ có đúng không? Không có hoàn toàn 1% nào của chất sữa dê trong đó hết quý vị. Ngọc Nhi là cái nhà sản xuất, Ngọc Nhi đã từng sản xuất ra sữa tắm. Ngọc Nhi biết là không thể nào quý vị bỏ nổi cái sữa dê. Một cái chai quý vị mua dầu tắm, sữa tắm ở ngoài đó, quý vị thấy cả lít không?
mà tôi nói rằng sữa dê đó khi mà lấy nguyên chất ra làm thực phẩm ăn rất là tốt và cho da. Các hãng sữa đó, người ta dùng cái sữa dê đó là không có đủ để người ta cung cấp ở thị trường nữa, cho người ta uống nữa, thì làm sao mà sữa dê bán cả lít cho quý vị tắm mà có mấy đồng bạc một lít thôi. Thưa quý vị, không có sữa dê trong đó, hoàn toàn là sữa tắm. Và cái tên sữa dê chỉ có 1-2%. Cái sữa dê có chữ trong đó, cho quý vị lỡ có bị khám, bị xét là thì ô giá này có sữa dê trong này, 1% cũng gọi là sữa dê. Thưa quý vị, không có cái hãng mỹ phẩm nào mà làm sữa dê tinh chất, quý vị tắm thì họ lấy gì, họ là họ bán có mấy đồng bạc một chai thôi, không có đâu quý vị. Đó, quý vị thích cái mùi thơm thì quý vị muốn quý vị dùng, chứ không như biết là không có sữa dê. Thậm chí những cái loại sản phẩm mà sữa tắm chất này chất kia chất nọ đó, nó có thật nhưng mà nó ít lắm, nó chỉ để vào đó cho cái tên mà thôi, cho cái tên để hợp thức hóa thị trường, chứ không thể nào mà sữa dê hay là collagen đậm đặc mà bỏ vào cái bịch sữa tắm. Thưa quý vị tắm á, thì thưa quý vị làm sao mà cái hãng mỹ phẩm ta chịu nổi, đúng không? Không có đâu quý vị. Nên quý vị đừng có ảo tưởng quá, rồi mình cứ đặt hy vọng vào những cái sản phẩm như vậy rồi mình lại không có hài lòng. Cũng như chỉ quý vị cái bài ngày hôm nay là quý vị muốn trắng da, đúng không? Muốn trắng da toàn thân, nó có rất là nhiều cách. Thì thưa quý vị, cũng như muốn nhắc nhở lại là đường like của làm radio San Jose đã được mở ra. Quý vị có thể gọi lại và đặt những câu hỏi về da quý vị ha. Rồi, thưa quý vị, một lần nữa là như nói về đây, cách được chỉ quý vị để mà làm sao mà quý vị có thể trắng bằng cách là quý vị có thể đơn giản lắm. Quý vị có thể như vậy. Cái đấy cam mình ăn đó ở Cali là một cái xứ sở mà rất là nhiều cam. Thậm chí mùa này cái cam ngọc nhiên ngoài sao hè nó cũng đầy trái hết trơn vậy đó quý vị. Lúc nào cũng đỏ ao đầy trái như là quanh năm suốt tháng. Cam Cali là đều có. Nhưng mà nó không có nhìn cái nó ngọt, cái nó không ngọt thôi. Cam ngọc nhiên nó chua gần chết vậy đó. Thưa quý vị không biết. Có nhiều khi không biết là cái này cây chanh hay cây cam đó, là tại vì nó lẫn nó lộn đó. Đi trồng hai cây phía sau. Cái cây chanh á thì nó rất là to và nó rất là nhiều nước. Cũng như không tưởng tượng là trái chanh luôn, nhiều khi nó bằng cái chén ăn cơm vậy đó. Còn cây cam ngọc nhiên đó thì nó cũng to vậy đó, mà da nó rất là dày, mà dắt ra thì nó không có nước nhiều, mà nó chua ông nội ơi, nó chua còn hơn chanh nữa. Mình suy nghĩ, ủa cái này cây chanh hay cây cam, tôi không hiểu tôi trồng cây nào chỗ nào luôn nữa. Quý vị biết, quý vị hái cái cây cam đó đó về đó dễ lắm. Quý vị cắt trái cam ra ha, vắt nước qua một bên, để khoảng 4 trái cam. Quý vị vắt nước ra một bên, thứ trong cái tô, rồi lần lượt hột bỏ hết. Thường cam Cali nó không có hột, quý vị khi trồng cái cam nó không có hột. Rồi cái vỏ cam và cái xác cam còn lại, quý vị sắc nhuyễn thiệt là nhuyễn, rồi bỏ vào máy xay chớp nó ra, nó có cái máy chớp á quý vị, bị chớp nó ra. Xong rồi quý vị bắt đầu lấy cái vỏ cam đó đó, quý vị chà xát vào người quý vị, chà xát vào người quý vị. Lúc quý vị tắm á, hai cánh tay những chỗ nào quý vị cần trắng vì chà xát và quý vị để khoảng vài phút, cứ ngồi trong nhà tắm cứ chà, mình mân mê cái da mình, thì cái vỏ cam đó đó, cái chất mà the the đó nó lấy tế bào chết rất là hay trên da tay cho người quý vị. Và cái chất, những cái chất thuốc ở trong cái vỏ cam đó và trong cái xác cam đó, nó sẽ giúp quý vị trắng da. Chỉ cần một tuần quý vị làm một lần mà thôi, trong vòng khoảng một tháng quý vị thấy cái làn da quý vị lên mấy tông màu liền, lên mấy tông màu liền. Xin lỗi quý vị không có được dùng chanh nha quý vị nha. Nhớ là chanh không có được đó, phải là cam. Tại vì chanh nó acid nó mạnh lắm, nó sẽ làm bỏng da quý vị. Bỏng chua đó, nó sẽ làm cho bong tróc da đó quý vị. Nên quý vị nhớ là quý vị không có được dùng như vậy. Nhớ là cam mà thôi. Thì thưa quý vị, Ngọc Nhi muốn nhắc quý vị là muốn làm trắng da toàn thân dễ lắm. Quý vị không cần đi spa tắm trắng. Ở Mỹ không có spa tắm trắng quý vị ơi. Ngọc Nhi thử rồi. Ngọc Nhi đi kiếm thử. Ngọc Nhi thông báo về Ngọc Nhi định sắp sửa mở cái spa ở tại Hoa Kỳ. Có lẽ là trong vòng 3-4 tháng tới chúng tôi sẽ hoàn thành cái spa đó. Mà cái spa này đặc biệt chúng tôi chăm sóc về da quý vị, về nám và về mụn và tái tạo lại tế bào gốc trên da quý vị. Thành ra là Ngọc Nhi đang trên cái đà rất là bận và chuẩn bị có lẽ là tháng 5 chúng tôi khai trương. Hy vọng thôi nếu mà kịp. Tháng 5 hoặc đến là tháng 6 chúng tôi sẽ khai trương cái spa đó để mà phục vụ quý vị, làm giúp quý vị làm đẹp đúng cách. Quý vị nào lười làm đẹp ở nhà thì quý vị có thể đến Beaumore để mà
cùng của chúng tôi làm đẹp, thưa quý vị, nhưng mà đây là thông báo bí mật thôi, nhưng mà chưa có hoàn thành đâu. Nó còn rất là nhiều giấy tờ máy móc nhập nhập qua rất là nhiều từ Korea, những cái loại máy rất là hiện đại nhập từ Korea vào. Thì thưa quý vị, một lần nữa là số phone 408-797-4545, 408-797-4545. Quý vị có thể gọi vào ngay lúc này để đặt những câu hỏi về da, về bệnh của quý vị đó ha, để mà Ngọc Nhi trả lời cho quý vị. Thưa quý vị, Ngọc Nhi có những cái bài mà khách hàng gọi vào rất là nhiều để mà Ngọc Nhi xin đọc cho quý vị nghe nha quý vị nha. Gọi vào những mà làm thế nào để mà dưỡng da đó quý vị. Quý vị chờ một tí, quá nhiều hồ sơ ở đây đây. Quý vị cho mình xin một giây nha. Vâng, thưa quý vị, là khách hàng có gọi và hỏi như thế này rằng là cái da của khách hàng đó, da của em đã bị nám, đã được em trị đến nay tính ra được 8 năm rồi nhưng mà không có hết. Sau khi em dùng cái nhau cuộn của công ty Beaumore thì em thấy đó là cái da của em, những cái phần nám nó đã giảm đi rất rõ, và những cái phần mà không có bị nám bởi vì em thoa lên cả khuôn mặt thì em thấy là lỗ chân lông rất là khít, rất là mịn, rất là tươi. Xin hỏi chị tiếp tục dùng nhau cù sau khi hết nám hay là em đổi qua sản phẩm khác? Thưa quý vị, khi quý vị dùng cái nhau cù để mà trị nám đó, thì khi quý vị thấy cái nám quý vị nó đã giảm đi được khoảng 80% rồi, thì lúc đó là quý vị bắt đầu có thể, thứ nhất mình bớt cái nhau cù lại để mình hạ tiện cái tiền của mình, tại một hộp nhau cù rất là mắc, tới 200 đô là đúng không quý vị? Thì quý vị có thể giảm nhau cù lại lúc đó, mà quý vị dùng những cái loại dưỡng nào mà giúp cho cái da quý vị nó chịu đựng được cái áp lực của môi trường, nó chịu đựng được là nó tái tạo lại cái tế bào da cho quý vị, thì chắc chắn rằng là quý vị sẽ rất là thích cái làn da của mình. Bởi vì khi quý vị dùng nhau cù thời gian đó, quý vị có thể xài cả đời nhưng mà nó phí tiền lắm, nó không có đáng á quý vị ha. Thì quý vị chỉ dùng, thường thường chỉ thấy đó là những người nám nặng họ dùng khoảng từ 6 tháng đến 9 tháng để mà người ta trị những cái đốm nám cho nó mờ hẳn đi và nó biến mất, nó chỉ còn là khoảng 20%. Thì khi đó quý vị dùng cái loại cream mà tái tạo tế bào da, và quan trọng nhất là quý vị nên dùng thuốc. Thì quý vị thấy là cái thuốc Beauty Do của công ty đó hiện giờ rất là thành công. Thì quý vị, các đường line đã được mở ra ha, là quý vị có thể gọi vào 408-797-4545, 408-797-4545. Sản phẩm ngày hôm nay Ngọc Nhi tặng cho quý vị đó để quý vị dùng thử, đó là cái mặt nạ môi. Quý vị cũng đã rất là mê mặt nạ môi này, một loại mặt nạ rất là đặc biệt, đó là cái mặt nạ 2 step. Có nghĩa rằng khi quý vị dùng cái mặt nạ này đó là quý vị xé một cái bịch ở trên đầu của nó ra để mà quý vị bỏ vào trong cái nước vị uống, và sau đó quý vị dùng cái mặt nạ ở bịch thứ nhì, quý vị đáp lên mặt quý vị thư giãn. Thì quý vị kết hợp cả hai như vậy đó thì quý vị sẽ thấy rằng cái kết quả nó rất là nhanh. Thì cái sản phẩm được tặng ngày hôm nay thưa quý vị là một cái bộ mặt nạ là làm trắng da và collagen uống trong đó, và cái thứ nhì là một cái hũ là son môi quý vị có thể thoa để mà dưỡng môi khi đi ngủ nha quý vị nha. Cái loại mặt nạ môi này Ngọc Nhi rất là mê. Dạ, mời khách hàng trên đường line số phone là 8732 ạ. Chị đây. Rồi. Chị kêu em về xong á, cái đó xong á, em nghe chị nhớ nó là một tháng một lần hay là một tuần lần chị? Con bé bị mụn đó phải không? Dạ. Em đến lúc buổi trưa hay buổi chiều? Chị nhớ. Dạ. Buổi trưa phải không? Dạ. Vâng. Chị nhớ rồi. Em phải xong một tuần một lần. Một tháng. Dạ. Bây giờ em xong đến khi nào mà cháu nó không có cái mụn mới ra nữa thôi, và khi đó là không cần xong nữa. Hôm em xong cho con gái chưa? Dạ rồi. Rồi, em thấy sao nó, kể chị nghe, chị đang hồi hộp nè. Nó có nặng ra rồi. À. Chị kêu nó phớt ra rồi. Thì em thấy em thấy nó cũng tại thấy giờ em cũng không mấy, nhưng mà em thấy nó bớt sưng. Đúng rồi.
Thực sự ra đó, chỉ một xâm lần đầu tiên mà nó quá nặng đó thì chắc chắn là nó không có như ý muốn mình đâu. Nhưng mà cái quan trọng lúc mà xong đó là chị muốn lấy hết tất cả những cái chất viêm nhiễm nằm ở dưới lỗ chân lông của cháu ra nhá. Nó ra rất là nhớt, rất là nhiều phải không? Thì chỉ cần là cái đó thôi. Chỉ cần là khi cháu xong thì cái chất đó nó sẽ lấy ra. Và cái thứ nhì nữa đó là cháu rửa mặt thì rồi cháu có sức cái sự kem nghệ lên hồi tối không em? Phải rửa bằng kem nghệ, em phải rửa bằng kem nghệ với sức kem nghệ lên. Nó có làm không? À, thì em nói nó vậy đó, nhưng mà em lúc đó em xong sao em mệt quá rồi hả, để em hỏi nó lại coi. Dạ vâng. Thì em nhớ đó là sáng mai hỏi cháu cái quan trọng nhất lúc cháu xong xong đó thì cái da cháu bị nặng nặng mụn ra đó thì không ít thì nhiều nó sẽ tổn thương bề mặt da thì cháu cần nhất là sức kem nghệ lên nhá, hoặc là đắp cái bột nghệ mà hôm qua hình như cho bột nghệ cho cháu phải không? Đúng rồi. Nếu như vậy thì cháu để coi bữa nay nó đỡ không, và tôi mà nguyên ngày hôm nay đó cháu phải rửa sữa rửa mặt nghệ 2 lần và sức kem nghệ buổi tối lên, và nếu được đó thì tối nay em cho cháu đắp mặt nạ nghệ 1 lần nữa nha, mặt nạ tinh bột nghệ đó nha, rồi có thể là 1 2 ngày sau cho chị biết. Theo chị nghĩ là khoảng chừng 3 đến 5 ngày là cháu sẽ giảm rất là nhiều ha. Mà nhớ là 1 tuần xong 1 lần, có nghĩa là 4 tuần này cháu phải xong 4 lần ha, và sau đó thì cháu không xong cũng được, chỉ cần phải xong khi nào mà cái da mặt mụn của mình nó hết được những cái độc tố nằm bên trong nha em nha, nhớ ha. Làm thêm 1 tuần 2 lần có được không chị? Mình làm 1 tuần 2 lần cũng được, nhưng mà em thử 1 lần này đi rồi em đợi khoảng 3 4 ngày sau coi làm sao nha. Rửa xong đó mình cũng rửa lại bằng kem nghệ, rửa bằng sữa cái gì nghệ đưa Không, ra. không, những ngày em xong đó thì em không cần rửa bằng sữa rửa mặt ngày, em rửa bằng cái nước mà nó xong còn lại đó em nhớ không, cái nước thuốc đó rồi dắt 1 trái chanh vào đó rồi rửa lên mặt đó, chị dặn nó nhớ không? À, rửa bằng cái đó xong rồi em chờ khoảng chừng nửa tiếng 15 phút gì đó cho nó tùy theo cái rảnh rỗi của cháu, rồi rửa bằng nước lạnh lại rồi sức kem nghệ đi ngủ thôi. Những ngày xong mặt mà rửa mặt bằng cái thuốc xong đó thì cháu không có cần phải rửa sữa rửa mặt nghệ trong cái đêm đó nha, nhớ ha. Để nói xong rồi lấy cái nước mà mình xong cái hả, lấy nước xả mình xong mình rửa lại hả? Đúng rồi, tôi chỉ hôm qua kỹ muốn chết mà không chịu ghi, bây giờ hỏi vậy ông nội ơi. Ok, hai mẹ con làm trước quá hết trơn, khổ thân tôi ghê vậy đó. Rồi nè, nhớ là sự rửa bằng cái nước đó lại. Xong rồi đó, mà cái nước nó có nặng 1 trái chanh vào thì dặn nó 1 trái chanh vào nhá. Rồi dùng cái nước đó đó rửa mặt sạch. Rồi xong rồi đợi nửa tiếng 15 phút tùy theo mình, rồi mình rửa bằng nước mát bình thường, nước lạnh bình thường lại. Rồi sau đó đó là em lại là đi xức cái kem nghệ lên, nhớ chưa ông nội? Dễ thương gì đâu á, tôi chỉ cái nửa tiếng đứng tẳng mẳng chỉ hai mẹ con nó cuộc làm trước quớ hết trơn à. Chị ơi, còn Trời. còn cái em á, em hôm qua nó xong cái nó sợ nóng chui vô ngồi xong với nó đau. Đâu có sao đâu. Thật sự chị có dặn phụ nữ chúng ta đó là at least 1 tháng chúng ta phải xông da mặt 1 lần bằng cách của chị chỉ. Nhưng mà khi quý vị xông đó, quý vị không có cần bỏ lá tía tô với kinh giới, quý vị chỉ bỏ xả mà thôi, để cho quý vị lấy được những cái độc tố ở dưới da quý vị. Bây giờ đó thì chị có thể chỉ quý vị luôn, em có thể tắt máy rồi nghe chị nói chuyện luôn nha, chỉ chung cho em luôn nha, chị cảm ơn em ha. Rồi bà kia, thưa quý vị như vậy, khi quý vị xong 1 tháng, Ngọc Như khuyên quý vị có 2 việc mà người phụ nữ cần làm trong 1 tháng để giới hạn tối đa cái tiền mua mỹ phẩm. Ok, rất là dễ. Cái việc mà quan trọng nhất mỗi ngày quý vị cần đó đó là quý vị phải uống nước nhiều là thứ nhất. Thứ nhì nữa là quý vị phải xông da mặt 1 tháng 1 lần. 1 tháng 1 lần. Nếu quý vị nào làm nail thì quý vị xông 1 tháng 2 lần. Thưa quý vị trên màn hình, đây Thúy Hằng Phạm, hello chị, em liên lạc với Jennifer rồi và order Makeup rồi, cảm ơn chị. Chị cảm ơn Thúy Hằng nha, uống khỏe báo chị biết nha Thúy Hằng ha. Thưa quý vị, 1 tháng quý vị nên xông da mặt 1 lần. Để làm chi?
để cho cái da quý vị lúc đó cái lỗ chân lông mình nó mở ra, và những cái chất bụi bặm mà những cái chất độc tố từ da nó còn nằm ở da quý vị nó sẽ bị có đó quý vị, nó sẽ đi ra ngoài hết và nó giúp cho quý vị sẽ không bị cái biến chứng là sừng quá nang lông của da mặt. Khi quý vị sừng quá nang lông á thì cái quý vị không thấy bằng mắt thường đâu, nhưng mà Ngọc Nhi đã nghiên cứu thật là kỹ về cái này thì cái lỗ chân lông quý vị đó nó bị những cái lớp vôi nhỏ mà mắt thường không thấy, những cái từ cái bụi đó tạo thành, nó đóng ở dưới đó và đã làm bít lỗ chân lông quý vị và phát sinh ra mụn thịt nè, mụn gạo nè, mụn chỉ nè, mụn cám là nhẹ nha. Đó, đó là những cái mà cái nang lông quý vị nó bị problem. Thì một tháng quý vị xong một lần để giúp cho quý vị là không có bị những cái bụi bẩn hay là những cái chất mà độc hại nó nằm ở dưới da quý vị lâu quá. Khi quý vị xong như vậy là quý vị giúp rất là nhiều cái cơ thể quý vị và cái da mặt quý vị nó giải độc nha. Nếu quý vị làm biến chung như nguyên cái mền thì xong bằng cái mặt thôi. Please, một tháng một lần, Ngọc Nhi tháng nào cũng xong da mặt một lần, đều. Không bao giờ là Ngọc Nhi bỏ hết. Khi mình xong đó, quý vị thấy mở cái mền ra, mình thấy rất là khỏe và đồng thời là cái da quý vị lúc đó quý vị thấy là chân lông nó hở ha. Quý vị nên nhớ là quý vị là lấy cái nước quý vị xong đó đó là quý vị rửa mặt. Những cái chất thuốc đó rất là tốt cho da chúng ta. Ngày xưa ông bà cha mẹ chúng ta ở dưới quê Việt Nam nghèo muốn chết, không biết mỹ phẩm là cái gì. Có ai bị nám không quý vị? Không. Ít lắm, tại vì không có dùng mỹ phẩm nên không có bị nám. Ngày nay quý vị dùng mỹ phẩm nhiều quá bị nám, bởi vì mỹ phẩm không có đúng cách dùng đó quý vị. Hello, Ngọc Nhi mời khách hàng lên đường line, số phone là 4191 ạ. Dạ chị ơi, em muốn xin cái sample của chị mặt nạ collagen, trắng da collagen chị. Rồi, em tên gì đây? Dạ, em tên là Thúy Hằng Phạm. Thúy Hằng Phạm, hình như mới trên này đây phải không? Dạ, đúng. Rồi, Thúy Hằng, chị ghi đây. Thúy Hằng ơi, Thúy Hằng đang ở trên Santana, phải không? Dạ, đúng rồi. Rồi, bây giờ Thúy Hằng có thể ghé công ty. Công ty có cái Thúy Hằng ghé công ty ở trên Beaumore trên đó, Thúy Hằng lấy được không? Chủ nhật này, xin tôi nói là ship cho em á. Chị có thể bỏ vô cùng được không? Ok, rồi, chị ghi liền. Thúy Hằng Phạm. Dạ, chị ghi xuống liền ha. Một mask. Rồi, được rồi. Two step ha em ha. Dạ. Yeah. Rồi, gửi chung với hàng. Trong cái order em cũng là Thúy Hằng Phạm luôn phải không? Dạ yeah, đúng rồi. Rồi, chị bỏ vô thùng cho em nha. Rồi, thank you Thúy yeah, Hằng nha. Nhận được cái gì báo chị yeah, biết nha cưng nha. Dạ, yeah, cảm ơn. Cảm ơn cưng. À, Thúy Hằng ơi, số phone của Thúy Hằng là đọc cho chị lại. Hello. Dạ. Yeah. Số phone em là 714 phải không? Rồi chị có số phone đây dạ, rồi. 925-4191. Rồi, rồi chị sẽ làm liền ngày hôm nay nha Thúy Hằng nha. Cảm ơn cưng nha. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, dạ, cảm ơn. Vâng, thưa quý vị, các đường live đã mở ra. Quý vị gọi vào đặt câu hỏi về da. Mình sẽ có 10 phần quà tặng cho 10 khách hàng gọi vào ngày hôm nay. Quý vị ha, 408-797-4545. 408-797-4545. Đây là một cái mask và một cái mặt nạ môi ha quý vị ha. Rất là tốt, cái mặt nạ môi này Ngọc Nhi rất là mê. Cho quý vị xài thử đi ha. Cái mặt nạ này đó, mình nghe nó mặt nạ cho mặt, chứ mặt nạ cho môi làm gì có. Thưa quý vị, rất là tốt. Đây là loại mặt nạ mà Ngọc Nhi thoa mỗi đêm trước khi đi ngủ. Và sáng dậy cái môi mình nó lúc nào nó cũng mỏng lên và lúc nào nó cũng tươi và cái màu môi rất là tự nhiên. Quý vị chỉ cần thay dầu bóng một tí xíu của môi lên là cái môi quý vị nó đã hồng hào rồi quý vị. Và nó làm cái màu môi quý vị tươi lại đó, rất là tốt và quý vị rất là thích. Và nó làm cho cái môi mình thấy rất là mỏng, rất là đẹp so với là lúc trước khi mình dùng. Tại vì hồi xưa mình không có dùng đó, môi mình nó thiếu chất á, uống lúc nào cũng khô càng và nứt nẻ cái môi hết. Thành ra quý vị nên dùng cái loại này, quý vị rất là thích ha. Rồi trả lời vấn đề xong da thì Ngọc Nhi, quý vị nào mà đang xem Facebook hay là đang ở trên radio, quý vị nghe cho kỹ là chúng ta cần một tháng xông da một lần. Quý vị đập khoảng chừng 5-7 cây xả mà cắt khúc nhỏ nhỏ ra, bỏ vào trong cái son, là khoảng 2 lít nước, quý vị nấu cho nó sôi. Từ lúc nó sôi, quý vị để nó sôi thêm khoảng 20 phút đến 30 phút cho dầu xả ra hết. Quý vị xông da mặt thôi.
bắt xuống trong cái mền nhà, cái khăn nhỏ là cái mặt xong cái đầu mình thôi. Nếu mà xiên thì xăm cả cái người luôn, mà không xiên xăm cái mặt mình thôi. Thì khi quý vị xong như vậy đó, là những cái chất nhờn, những cái chất bụi bặm cặn bã trong da quý vị nó sẽ ra và nó giúp da quý vị mở lỗ chân lông ra để thấm vào những cái loại thuốc mà quý vị sẽ dùng sau này. Hello, xin chào khách hàng anh Đường Lai, số phone là 6063 ạ. À, trên đài không đang không nghe hả anh? Đang không nghe từ sáng tới giờ thôi. Rồi vậy em connect lại thì để em connect lại liền nha. Cảm ơn anh đã nhắc em nha. Rồi cảm ơn. Dạ vâng. Thưa quý vị, cho nhiên một phút một nhiên connect lại tổng đài đã có trục trặc cái gì rồi. Thưa quý vị, hẹn chi sáng hôm qua cũng vậy, là cái tổng đài không có được work, nên cũng như phải connect lên tổng đài được nha. Xin mời quý vị chúng chờ một phút. Hello. Anh ơi, anh nghe giùm em coi nghe được tổng đài phát chưa thưa anh? Đây nè. Nghe rồi phải không? Bây giờ em tắt thử, anh còn nghe tiếng em nói không nha? Hello, anh ơi, anh còn nghe tiếng em nói không? Rồi, cảm ơn anh nhiều. Anh ơi, mốt chút mỗi sáng rồi anh đi cà phê, để anh cứu em giùm coi có nghe không nha. Rồi, cảm ơn anh. Anh ơi, cho xin tên đi anh ơi. Hello, anh tên gì đó anh? Bảo Trúc. Oh, em nhớ rồi, anh Bảo Trúc Tiên Kiều giùm 6063. Anh ơi, trưa nay em sẽ gọi cho anh mời anh cà phê nha. Nhớ anh Bảo Trúc ha, anh cứu bạn em bữa nay đó nha. Rồi, thưa cảm ơn anh ạ. Thưa quý vị, Ngọc Nhi rất là cảm ơn anh Bảo Trúc đã nhắc Ngọc Nhi trên tổng đài. Hàng chi Ngọc Nhi nó thường thường khách gọi vào đó, không có cách nào mà bắt kịp hết trơn. Mà bữa nay thôi tự nhiên không có ai thương tôi nhớ tôi hết trơn, không ai gọi tôi hết thì trời. Sáng hôm qua cũng vậy, thì ra là như vậy. Cảm ơn anh Bảo Trúc một lần nữa rất là nhiều. Chắc mỗi sáng em phải đãi cà phê Starbucks cho anh quá. Đặng lỡ nữa bữa nào mà cái tổng đài có cà chớn không nghe được thì anh báo với em quá anh Trúc ơi. Vâng, thưa quý vị, các đường line lại mở ra 408-797-4545. Chúng ta chỉ còn có mười mấy phút thôi, Ngọc Nhi mất cả buổi sáng. Tổng đài không có connect vô được. Thì thưa quý vị, trở lại với chương trình hồi nãy, Ngọc Nhi có nói đó, là khi quý vị xông da đó, quý vị là nam giới hay là nữ giới cũng vậy, mỗi tháng một lần quý vị cần xông cái da mặt quý vị, để cái da quý vị đó là nó thoát ra được những cái độc tố và những cái cặn bã nằm dưới da quý vị, để giúp cho cái da quý vị nó mở ra và nó dễ hấp thụ hơn, không bị lỗ chân lông. Vì vậy thưa quý vị, là một tháng một lần quý vị dùng 5 cái cây xả hoặc 6-7 cây xả gì đó chặt khúc ra, rồi đặt chặt bỏ vào son và quý vị hâm nấu cho sôi lên, và sau khi nó sôi khoảng chừng 20-30 phút, quý vị tắt cái lửa đó và xông cái da mặt mình. Cái đặc biệt nhất là sau khi quý vị xong cái da mặt quý vị rồi ha, là quý vị mở ra lau mặt cho khô xong, cái nước đó nó sẽ nguội bớt đi, quý vị dắt vào một trái chanh trong cái nước đó và để cho nó nguội, chờ cho nó nguội đến khi nó còn cái độ vừa đủ để mà rửa mặt thôi thì quý vị rửa mặt. Quý vị rửa mặt như vậy đó thì nó giúp cho quý vị giải độc cho da rất là hay. Và một tháng một lần quý vị xong, cộng với quý vị là một tháng một lần quý vị có thể vừa xong và vừa lấy tế bào chết của da đi, thì quý vị có thể ra công ty Beaumore, Ngọc Nhi tặng quý vị những cái sản phẩm để mà lấy tế bào chết của da đi, rất là hay thưa quý vị. Nhưng sản phẩm nào Ngọc Nhi khuyên là các anh nè, các chú nè, các cô và các bạn thì phải tẩy tế bào chết ít nhất cũng một tháng một lần. Quý vị nào đang làm những cái nghề nail, làm những nghề nhà hàng, quý vị nên làm hai lần. Bởi thưa quý vị, cái nghề nghiệp quý vị đó nó không có vất vả nặng là cái nghề nail, nhưng mà cái bụi bặm, cái ô nhiễm đó rất là nguy hiểm. Người ta có nói đó là cái nghề nail là quý vị bán sức khỏe quý vị để lấy tiền lo gia đình. Quý vị hãy nhớ là mình giữ được cái gì mình giữ. Quý vị nhớ quý vị nào làm nghề nail hãy liên lạc với Ngọc Nhi, như có cái bài là người ta nói là 7 sát thủ thầm lặng giết chết cái làn da và sức khỏe của những người thợ nail mà quý vị không bao giờ biết, quý vị không có chịu khó đọc trên đó, không có thời gian đọc.
thì quý vị liên lạc với Ngọc Nhi, hoặc là ngày mai hoặc là trưa nay Ngọc Nhi sẽ phát cái chương trình này lên cho quý vị về những cái sát thủ thầm lặng nào mà nó quỷ hoại cái làn da quý vị trong cái nghề nail. Còn riêng nghề nhà hàng, Ngọc Nhi rất là thương quý vị đi làm nhà hàng, tại vì ngày xưa lúc chị mới qua Mỹ đó rất là khổ khi từng làm nhà hàng. Ngọc Nhi biết rất là cực. Và thưa quý vị, cái hơi nóng của cái bếp lửa nó làm hủy hoại cái tế bào da quý vị rất là kinh khủng. Đó, thì quý vị phải nhớ, quý vị cần phải dưỡng da hơn người khác. Dưỡng da đây quý vị không cần phải dưỡng cái loại mỹ phẩm mắc tiền đâu, tự quý vị ở nhà vẫn có thể cứu làn da quý vị được. Thì quý vị chịu khó theo dõi Ngọc Nhi chương trình, mình sẽ chỉ quý vị là làm cách nào để mà giúp quý vị dưỡng cái làn da quý vị trong những cái nghề nghiệp mà thiệt độc hại đó. Cái cuối cùng là quý vị làm xưởng, thưa quý vị. Quý vị những làm những hãng điện tử đó, thì cái môi trường hãng điện tử nó cũng có cái solution rất là nhiều. Có rất là nhiều chị em làm hãng điện tử và nám hết khuôn mặt mình mà các chị không biết, nghĩa là bản thân mình. Nhưng thật sự là tại vì cái solution trong cái hãng đó. Còn như có rất là nhiều cô bạn gái là khi như gặp lại bạn như giật mình, thì hầu như cái người bạn nó đều làm ở những cái xưởng điện tử hết. Và như chỉ quý vị đó, các bạn đó cách để mà dưỡng da, thì các bạn đã dưỡng rất là đúng và trị được cái nám rất là dễ, thưa quý vị. Trong vòng khoảng 9 tháng mà Ngọc Nhi trị được một cái chị bạn Ngọc Nhi đó là nám cả khuôn mặt, nám đen luôn, mà trở thành một khuôn mặt giảm 90%. Chỉ đơn giản nhất là chỉ cách nào để chặn không cho cái nám phát sinh nữa thôi. Là bởi vì cái môi trường làm việc quý vị. Thì quý vị nào đang lái xe đi làm, mà quý vị đang làm những cái hãng điện tử, mà quý vị cảm thấy rằng da quý vị đang có vấn đề, quý vị liên lạc gấp với Ngọc Nhi là 408-797-4545, 408-797-4545. Quý vị có thể liên lạc Ngọc Nhi để duy trì quý vị cách nào mà bảo vệ da quý vị nha quý vị ha. Chúng ta là người phụ nữ sống ở Hoa Kỳ, thực sự ra đó là cuộc sống quý vị ở trong nước, quý vị nhìn vào cái cuộc sống của người Việt Nam ở Hoa Kỳ, quý vị ước mơ được cái điều đó. Nhưng thưa quý vị, người phụ nữ sống ở Hoa Kỳ rất là đáng thương, coi vậy đó. Chúng tôi rất là vất vả. Ở Việt Nam quý vị có thể mướn những người giúp việc, lương một tháng 5-6 triệu là khoảng 300 đô để lo hết việc nhà cho quý vị. Quý vị chỉ đi làm rồi về nhà thôi, và đi làm đẹp thôi. Nhưng ở Hoa Kỳ đó là cái tiền mướn một cái người giúp việc trong nhà đó là bằng, thậm chí hơn cái đầu lương quý vị đi làm rồi. Rẻ nhất là 1.500 đô một tháng, đó là người giúp việc ở Hoa Kỳ đó. Mà rất là khó tìm, rất là khó tìm thưa quý vị. Khó tìm lắm. Người phụ nữ ở Hoa Kỳ đó là như Ngọc Nhi nè, cái lịch của Ngọc Nhi làm, nghe Ngọc Nhi đọc cho quý vị nghe ha, là có vẻ quý vị sẽ cảm thấy là sốc. 5 giờ sáng Ngọc Nhi phải thức về dậy để chuẩn bị đồ ăn sáng cho các con, bởi vì 6 giờ Ngọc Nhi phải lên on air rồi, Ngọc Nhi phải chuẩn bị trước. Ngọc Nhi phải làm ly cà phê cho mình, làm mỗi sáng một ly cà phê phải lớn này nè quý vị. Rồi Ngọc Nhi chuẩn bị đồ ăn sáng cho các con. Đến 6 giờ Ngọc Nhi bắt đầu start cái hệ thống radio Ngọc Nhi là để on air. Cho đến 7 giờ Ngọc Nhi vừa off cái air xuống là chạy xuống, là lúc các con nó đã dậy rồi, tự nó dậy rồi, tự thay đồ và đang ngồi ăn sáng đó, là chờ Ngọc Nhi dậy để mà sắp xếp và dặn dò rồi bốc lên xe chở đi vô trường. Thả hai đứa xuống, cái đứa thứ nhì thả xuống là 8 giờ đúng. Và từ đó Ngọc Nhi chạy thẳng ra văn phòng và ở đó làm việc điều hành văn phòng. Hai chi nhánh, một chi nhánh nằm ở Nam Cali vừa khai trương, đó là cái phân xưởng luôn, chạy bằng máy móc điện tử và khoảng mười mấy nhân viên người Mỹ làm việc ở đó, cộng với lại con gái Ngọc Nhi điều hành phụ trên đó với Ngọc Nhi. Rồi cái phân xưởng thứ rồi ở San Jose là một cái cửa hàng cho khách giới thiệu sản phẩm, và call center nằm tại San Jose cũng điều hành nhân viên, phải tính cái chương trình sale thế nào, bán thế nào, giải quyết vấn đề problem của khách. Cho đến đúng 2 giờ chiều, 1:45 là Ngọc Nhi lật đật phải lẹ lẹ chạy lên xe, chạy về nhà đón hai đứa con lúc 2:10, đón về nhà cho tụi nó ăn, bỏ nó ngồi đó cho nó ăn, và đúng 2:30 lại lên on air cho đến 3 giờ, đó là giờ on air của Houston, phải nói chuyện với khách ở bên Texas Houston. Đúng 3 giờ tắt máy Houston xuống là connect liền cái làn sóng với San Jose để làm từ 3 giờ tới 4 giờ. 4 giờ xong mở máy xuống là bắt đầu xuống chở các con đi học thêm. Một đứa thì đi game football, tại ở Mỹ nó chơi football. Một đứa còn lại thì thả vào lớp học thêm, thì Ngọc Nhi rảnh từ 4 giờ tới 6 giờ. Thì thả cái đứa đó xuống xong là Ngọc Nhi phải chạy ngược ra văn phòng, bởi vì khách cô gia chờ Ngọc Nhi từ 4 giờ rưỡi đến 6 giờ.
có bữa nào hơn thì một hai khách, bữa nào đông thì cả chục khách. Thì con thấy đúng 6 giờ đóng cửa là chạy thẳng về chỗ đón con và đón con về nhà. Lúc đó là lo cơm nước cho các con nó ăn. Tụi nó ăn xong, dọn dẹp rửa chén xong thì khoảng 8 giờ. Lúc đó là chuẩn bị là cho cái việc ngày mai, chuẩn bị bài vở và trả lời cho hàng mấy chục cái email của các đại lý, các công ty nước ngoài có gì cần phải confirm. Và có nhiều khi quý vị 9-10 giờ lên giường thì chỉ có 2 tiếng để mà thở và lên giường thôi là thấy đuối cả ngày rồi. Thì thực sự một cái lịch trình của một người phụ nữ là như vậy. Và những người phụ nữ đi làm hãng thì cũng không thua về Ngọc Nhi, tại vì phải dậy sớm 5 giờ sáng vô là hãng làm tới 2 giờ mấy về. Về kẹt xe tới nhà khoảng 4 giờ, đi chợ nấu cơm là khoảng 6-7 giờ. Cho chồng có ăn cơm xong là mình tắm rửa lên giường tới giờ đi ngủ rồi. Không có thời gian đi làm đẹp. Đó là người phụ nữ ở tại Hoa Kỳ. Nó thú vị, rất là vất vả. À, người ta nói đó là chúng ta khó có hài lòng với cuộc sống chúng ta. Người ở Việt Nam thì nhìn vào cuộc sống người phụ nữ Hoa Kỳ rất là ước mơ. Nhưng thưa quý vị, chúng ta lại ước mơ được những cái ngôi nhà lá nằm ở giữa ruộng ở Việt Nam. Hoặc chúng ta ước mơ những cái cuộc sống mà bình dị ở Việt Nam mà không phải là tất bật để mà chạy đua với thời gian. Vì có biết được có nhiều khi Ngọc Nhi đó vừa lái xe vừa cầm cái ly mì ly theo ăn không? Có một lần Ngọc Nhi cầm cái ly mì với đôi đũa, Ngọc Nhi cái ly mì ly quý vị biết rồi, trong cái ly đó Ngọc Nhi lái tới đèn đỏ, Ngọc Nhi ngừng, hả, đèn đỏ ngừng mới ăn. Và hả, ly lái thì để cái ly mì qua bên cái chỗ mà khóc để ly nước đó, thì chiếc xe cái bên cái ông đó, ổng người Mỹ, ổng cũng ăn cái ly mì với Ngọc Nhi. Lúc đèn đỏ hai người nhìn qua thấy nhau, cái ông đưa ly mì lên ổng chào, thì phim đưa ly mì chào ổng, hai cái ly mì khác hiểu với nhau mà giống như cũng ly đó, qua xe thôi mà cảm thấy nực cười. Cuộc sống ở Mỹ nó như vậy đó quý vị, nó vất vả như vậy đó. Và thậm chí vừa lái xe vừa trang điểm, vừa lái xe vừa ăn, đó là chuyện bình thường đó. Thì thưa quý vị, mỗi cuộc sống đều có một cái giá trị của nó. Quý vị ở những cái xứ sở mà quý vị như ở Việt Nam, quý vị có được cái sự an nhàn ở trong cuộc sống, nhưng cái tinh thần của quý vị không có được nói những việc quý vị muốn, quý vị không có được làm những gì quý vị muốn, và cuộc sống nó ngột ngạt, ô nhiễm, ăn cái gì cũng sợ nhiễm chết hết đó, từ cái cọng rau cho tới miếng thịt cho tới con cá. Và quý vị cả cái đời sống tinh thần quý vị cũng không có được thoải mái. Còn ở Hoa Kỳ chúng tôi được thoải mái tất cả mọi thứ, muốn làm gì làm, muốn chửi tổng thống cũng được đó quý vị. Vâng, đó là sự thật. Có rất là nhiều người hôm nay lên Facebook chửi tổng thống tưng bừng, không nói làm gì đâu. Quý vị chửi thị trưởng quý vị, quý vị những cái người nào mà trong cái xã hội, trong cái chính trị quý vị cảm thấy không hài lòng, quý vị có thể góp ý được, tức thắng bình, đó là tự do ngôn luận. Nhưng mà quý vị cực, người ta nói rằng sang Hoa Kỳ, bước xuống máy bay, chúng ta đổi thành tuổi con trâu hết. Tuổi quý dậu, quý sửu, quý gì không biết, hay là cũng thành đổi thành tuổi trâu hết. Tại vì sao? Cực như trâu. Vợ chồng thì khi một tuần gặp nhau chỉ có một hai lần thôi. Sáng vợ đi làm, về tới nhà là 2 giờ rưỡi tan ca, thì tới nhà 4 giờ. Thì người chồng ở nhà 3 giờ là phải lên xe, đi trước một tiếng hoặc nửa tiếng để vô cái ca ban đêm. Bỏ mấy đứa con ở nhà trong vòng nửa tiếng, tiếng nó chờ mẹ về, đóng cửa trong nhà. Tại vì nếu ba chờ mẹ về ba đi thì không có kịp. Rồi người chồng đi tới 11 giờ đêm, 11 giờ rưỡi đêm về tới nhà là 12 giờ. Thì người vợ phải ngủ từ lúc 9-10 giờ tối. Là bởi vì sao? Bởi vì sáng phải dậy sớm 5 giờ sáng đi làm. Rồi 12 giờ người chồng về thì vợ đã ngủ say sưa rồi, thì chồng lên giường ngủ và người vợ 6 sáng, nhưng ông chồng còn chưa thức dậy bởi vì chồng đi làm tới khuya mới về. Một tuần chỉ gặp nhau, tâm sự với nhau được ngày thứ 6, tối thứ 6 và nguyên ngày thứ 7, ngày chủ nhật. That's it. Đó. Thì thưa quý vị, cuộc sống rất là nghiệt ngã. Thì chúng ta hãy bằng lòng với những gì hiện tại. Và nếu mất nhắc quý vị là bận gì bận, quý vị cũng phải yêu thương và chăm sóc cái làn da của mình. Bởi vì sao? Bởi vì quý vị nên nhớ rằng là cuộc sống stress nhiều, vất vả nhiều, thì chúng ta phải giữ lại cái sức khỏe, cái làn da, cái sắc đẹp để chúng ta giữ hạnh phúc gia đình. Đó là những điều mà chúng ta cần, quý vị ha. Thì hẹn gặp lại, bây giờ là chương trình cũng còn có vài phút nữa thôi. Quý vị Ngọc Nhi hẹn gặp lại quý vị vào trưa nay là lúc 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều quý vị ha. Và bây giờ Ngọc Nhi xin phát cho quý vị nghe một cái bản nhạc trước khi kết thúc chương trình. Ngọc Nhi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương và tin tưởng Ngọc Nhi. Hẹn gặp lại quý vị ở trên radio và trên Facebook vào lúc 3 giờ chiều giờ Cali ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và
xin chúc quý vị một ngày làm việc thật vui, thật hạnh phúc. Bye.